Thưa anh em, hôm nay mình quay chiếc xe Mobilus AV44 này là một kỷ niệm mà rất là lâu gắn bó với mình, cũng rất là lâu rồi. Hôm nay mình vừa giao dịch xong chiếc xe này, mình quay một cái lần cuối, một clip cuối để kỷ niệm về em nó. Xe này là nguồn gốc của một đại gia tên là Dũng, cũng vô tình rất là may mắn là nó trùng với tên của mình. Cho nên là mình đã mua cái xe này và sở hữu nó được 4-5 năm rồi. Nay mình cũng rất là buồn là chia tay em nó. Vì điều kiện của mình là không cho phép mình sở hữu nó nữa. Xe là tình trạng hoạt động nổ êm ái. Máy nổ êm ái, găng ti rất là tốt. Xe này nó gọi là Mobilus AV44. Nói chung là hình thức rất là đẹp, chuông nè, chuông zin nha, đầu đèn zin, nói chung là máy móc ngon lành rồi. Ít giây gọi là kỷ niệm rồi, chào anh em nha, chúc cho chủ mới nhiều cái niềm vui mới, nhiều may mắn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn chủ mới.